Hơn 2 tỷ cho một ngôi nhà 4 tầng giá rẻ tại Hà Đông. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Đúng như ở trong video, với căn nhà này 4 tầng, diện tích 30 m², vị trí thuộc Hà Đông, Hà Nội. Ngõ trước nhà 1m6 cách với lại đường ô tô đi lại. Chỉ có 3 nhà thôi mọi người ạ. Và cách với đường ô tô đấy là ô tô tránh. Thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới. Với căn nhà này thì vị trí của nó thuộc phường Viên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Trước khi vào căn nhà thì đây, với căn nhà này thì mặt tiền của nó mặt tiền ngang mọi người ạ. À, nó tương đối là dài, thiết kế toàn bộ ở phần ốp ngoài mặt tiền là ốp gạch mọi người nhé. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính cường lực. Đồng thời căn nhà này mặt tiền rộng gần 6 mét cho nên là thiết kế được thêm cả hai cửa sổ nữa, rất là thoáng. Nói chung tất cả các ngôi nhà nó xây theo khổ đất cho nên quý vị cảm thấy phù hợp với cái khổ đất đấy, phù hợp với công năng sử dụng, phù hợp với lại cái căn nhà mà Ngọc Ánh quay review, rồi đồng thời phù hợp với cái giá bán, với tầm tài chính của quý vị, thì đừng chần chờ gì mà không liên hệ ngay với Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một ngôi nhà mơ ước. Với vị trí này ấy, thì nó gần với cầu Mai Lĩnh, gần trục đường quốc lộ 6 mở rộng, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Tính từ vị trí ngôi nhà này lên tới ngã tư Sở là tầm 13 km quý vị nhá. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với diện tích 30 m² như thế này thì cái công năng sử dụng của nó tương đối là hợp lý thôi. Chứ còn nếu như mà để nó tuyệt đối theo đúng cái mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình thì cái này là tùy mọi người ạ. À, đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp mọi người nha. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà, gạch là màu trắng, sơn là màu trắng, tủ bếp thiết kế màu trắng ở trên và bên dưới là màu vân gỗ nhạt mọi người ạ. Xung quanh bếp thì là ốp gạch. Rồi phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ chậu rửa, vòi rửa. Với căn nhà này, vị trí của nó thuộc quận, đồng thời thì là điện riêng, nước riêng, hai công tơ riêng cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cửa sổ đây mọi người này, rất là thoáng. Với căn nhà này thì nó mặt tiền của nó dài và chiều rộng của nó ngắn. Đấy, có sao thêm quay như vậy, miễn làm sao quý vị cảm thấy à, căn nhà này nó phù hợp với tầm tài chính của mình, phù hợp với cung đường đi lại của mình. Giá bán chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. À, giá bán sẽ để dưới phần miêu tả, bởi vì sao ạ? Tại thời điểm này thì chủ nhà cũng có thể tăng lên hoặc giảm xuống thì em sẽ thay đổi trực tiếp. Tránh cái việc ví dụ ngày hôm nay mùng 1 mà quay ví dụ báo giá 2 tỷ chẳng hạn mà đến 10 ngày sau chẳng hạn mà chủ nhà giảm xuống 50 triệu thì mọi người đương nhiên là nghĩ là à, căn nhà tốt này, căn này Nhà Tốt quay lại báo đắt đúng không ạ? Thôi thì em sẽ để phần bình luận là báo giá chuẩn nhất tại thời điểm chủ nhà thay đổi giá tăng lên hoặc giảm xuống thì em cũng sẽ thay đổi theo giá của chủ nhà. Tầng 1 ngoài ra thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở đây, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa sổ thoáng, thiết kế hai lớp, bên ngoài là lớp sắt sơn tĩnh điện, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện quý vị ạ. Cầu thang đi lên để ở cuối nhà đây. Mời người theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì ngay ở phần đường đi vào phần phòng ngủ đây thì là chủ nhà thiết kế cho mình một ô cửa sổ siêu thoáng ở đây mọi người ạ. Cầu thang là toàn bộ để ở phần góc nhà. Phòng vệ sinh thiết kế ở ngoài. Căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang ở và có nhu cầu chào bán. Thực ra thì nhà tương đối là mới, chủ ở rất là ít, chủ ở quê xa và thỉnh thoảng có lên Hà Nội thì ở đây thôi. Cho nên quý vị có thể nhìn thực tế là có tủ quần áo và giường ở đây. Nói chung có như thế nào em sẽ chia sẻ cho quý vị là như vậy. Nó không phải là mới tinh 100%, chủ nhà có ở nhưng mà ở rất ít và bây giờ thì có nhu cầu chuyển đổi về quê ở hẳn cho nên nhờ bên Nhà Tốt bán. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ đây. Phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 2. Đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen, cây tắm, lavabo. Đó, chỉ có một người ở thôi mọi người ạ. Đây. Chủ nhà thường xuyên đi công tác cho nên là có mua một căn nhà ở dưới Hà Nội chính là căn nhà này và bây giờ thì
không có nhu cầu ở nữa mà chuyển hẳn về quê, cho nên mới ở bên nhà tốt bán, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Giá bán rồi cái căn nhà này rất là hợp lý. Mời quý theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Mọi người đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng vệ sinh ở phần tầng 3. Đây là phần phòng ngủ ở tầng 3 đây mọi người ạ. Nói chung là ngôi nhà này hiện tại thì chủ nhà mới sử dụng một chút ở phần tầng 2. Thỉnh thoảng đi đi về về thì còn thậm chí là không nấu nướng ở phần tầng 1. Như quý vị xem video là quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Là tầng 1 còn không nấu nướng gì cả, chỉ là về để có chỗ ngủ thôi. Đấy, cho nên tầng 3 là không sử dụng gì hết. Đây. Toàn bộ quý vị có thể nhìn thực tế, Ngọc Ánh chia sẻ video là thật. 100% là thật cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Có những quý khách hàng theo dõi em từ rất là lâu rồi, từ năm 2018, 2019, có những khách hàng thì là khách hàng mới theo dõi, thì quý vị có thể cứ xem lại những cái video cũ để biết rằng là cái phong cách làm việc của bên nhà tốt là như thế nào. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 3. Rất là sạch sẽ, thoáng mọi người nha. Đó. Và mời về quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và hiện tại em đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì đổ tròn 4 tầng quý vị ạ. Ở đây thì thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 hiện tại có ánh năng lượng ở đây thì chủ nhà thiết kế một dàn phơi thông minh. Đây, để quý vị có thể phơi quần áo ở đây này. Trong này cũng là thiết kế một phòng vệ sinh, khu vực để máy giặt, sàn thoát nước ở thực tế ở đây mọi người nhé. Đó, phần còn lại chủ nhà thiết kế thêm một phòng phòng thờ, phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Còn nhà có như thế nào thì em chia sẻ cho quý vị là như vậy. Cách 20 mét là ra trục đường ô tô tránh, gần trục đường quốc lộ 6, gần với ủy ban nhân dân phường Biên Giang, gần cầu Mai Lĩnh, gần bến xe Yên Nghĩa, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đi làm theo cung đường tuyến đường sắt trên cao đều rất là ok. Giá bán em để ở dưới phần bình luận, phần miêu tả, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng, quý vị hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.